gì anh? Nó bắn dậy. Trời ơi, Lê Quang chưa mang giày, quên mang giày, đi vô mang giày. Đem cái đờn ra ngoài đây rồi mà quên mang giày, đi vô mang giày kìa. Chào, xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Ai biết đi đâu, tự nhiên bắt ta đi à. Xạo. Đi tập nhạc cho chương trình sinh nhật của bà Tám vào ngày thứ bảy, ngày 5 tháng. Ngày mai, mà vô các bạn ơi, vô, nhớ vô mua ăn, năm mới có bán một lần thôi. Cái gì? Ủa quên lộn, sinh nhật. Có bán vé đâu mà tự nhiên. Bán bánh. Có bán vé đâu. Vô coi livestream. Vô coi livestream nha các bạn vào ngày thứ bảy. Ngày mai. À đúng rồi. À, cái gì kêu bán bán chim kêu hả em? Chim đâu kêu. Kêu đâu kêu. Cái tỷ đồng hồ của anh kêu á. Giờ sao nó hết kêu rồi? Ai biết đâu. Tự nhiên nó kêu tăng. Là con chim kêu mà kêu cao lắm kìa. chim kêu, em kêu đồng hồ kêu, đồng hồ đâu kêu. Đây là nhà hàng ngày sinh nhật của bà Tám nè. Coi White Palace 2, hồi trước đó là The Bell cũ. The Bell bây giờ bỏ rồi, giờ đổi thành White Palace 2. Bên này năm 015 vi, khu này chợ mom nè, khu chợ mom nè. Đường này là đường gì ta? Ủa đóng cửa rồi, qua bên này hả? Lê Quang nó mất tiêu rồi. À, đi ngõ này chứ không phải đi ngõ kia. Hai em. Đây là âm thanh này kia là Phúc Vũ Quốc Phúc là người làm âm thanh ở đây. Đó bây giờ hai đúng thôi. Hả? Âm thanh cho số của em thôi. Ủa vậy hả? Đâu phải làm đây. Không, ý là ủa chứ không phải Phúc làm âm thanh ở đây luôn chứ hả? Âm thanh đâu có đâu. Không, ý là mỗi lần ở đây có show là Phúc làm âm thanh chứ hả? Show nếu ai đem thanh vô thì người ta đem vô. À. Mình nếu mà không có ai có âm thanh thì Phúc là người làm âm thanh đây. Còn nếu mà người ta có âm thanh, người ta mướn riêng á thì là người ta mướn. Nhưng mà hôm nay show của mình là mình nhờ Phúc, âm thanh của Phúc. Phúc là hồi xưa làm đánh guitar á. Mà giờ làm âm thanh luôn rồi. Đại khái là guitar mà kêu nữa qua âm thanh. Làm âm thanh cái không thèm đánh đờn luôn. Bởi vì ta lấy làm một cái thôi chứ không có làm nhiều cái được ha. Tập trung một thứ rồi ha. Phúc là nó làm âm thanh để nó chơi lại mấy thằng đờn đó. Kỳ vậy, chơi kỳ vậy phải không? Phụng đánh trống nè, đem đồ nghề tới quá trời luôn kìa. Đó, đẩy, có cái xe đẩy tới kìa. Phụng đó, đóng quá trời luôn. Trống không hả Phụng? Dạ. Phải đem đồ nghề tới không? Vất vả lắm nha các bạn chứ không phải. Đúng luôn, chữ vất vả lắm là đúng. Rất là luôn. Vất vả nha. Sáng giờ, 10 sáng giờ đó. 10 giờ sáng bây giờ hả? Rồi bây giờ là 2 giờ chiều á, Vũ Quốc Phúc hết là làm âm thanh rồi đồ nghề dạy âm thanh của Phúc nè. Dạ, hai thằng đệ tử phải chạy trước luôn rồi biết rồi đó. Nhà hàng này là không có sẵn âm thanh. Đúng không? Cái mấy cái nhà hàng kia cũng vậy hả? Đâu có cái nhà hàng. Nhà hàng nào có âm thanh đó. Không có nhà hàng nào có âm thanh. Chỉ có một cái có là ở Golden Sea. Golden Sea có sẵn âm thanh. Nhưng mà hai anh đây, anh Nghĩa đã tới, anh mười ngón tay vàng
Không có vô xe không? Ok. Đó, băng nhạc tới nè. Anh, ủa anh nãy thấy mới thấy anh ọt tới đâu rồi. Sao sân khấu nằm bên này nó xẹo xẹo làm sao á. Nó là sân khấu này mới đúng nè. Nó làm vậy mà nó làm sân khấu ra tới đây rồi, bự lắm. Em nhớ à, đâu có khúc này. Ra tận gần tới cái cột đó nữa. Ờ sao em không nhớ ta. Trời ra xa lắm, xin lỗi đây em định lên đứng lên đây em hát. Ủa vậy hả? Phía sau đã trừ cái đường rảnh phía sau để đi luôn mà. Để Huy làm monitor và sao đó mà. À em nhớ rồi. Ừ. Quốc Dũng á. Ừ, đúng rồi. Là em nhớ có cái đường đi đằng sau. Ừ, vô phòng này nè. Ừ, nó đốn này lên mà. Hèn chi nó, ủa sao xanh đấy. Không nhớ luôn nha. Mới đây mà cũng nhớ nữa. Ừ, trời. Kỳ quá. À bây giờ. Trong xe vỏ đã. Dạ. Xe là mười mấy. Dạ 16 anh quen. 16 à. Đó, và chiếu trống của Phụng nè. Chiếu người ta làm trống. Nó là quay quay không là lấy lại mấy ngàn rồi. Dễ ăn quá hoài quá. Phúc ơi là Phúc, vậy Phúc đi làm khỏi chơi âm thanh cho nó đỡ. Đó, bây giờ là Phúc là ngày mai là người livestream cho bà Tám luôn á. Mà nghe nãy giờ nghe Phúc than quá à, mệt cực. Thiệt chứ. Cực quá. Thật chứ. Nè, làm từ sáng thì 10 giờ vậy. Hai thằng đó vừa có chú Ho mà là chú Phúc á. Mướn chú Ho chở. Tại biết sao không? Thật sự làm ở đây nó cầm cấp đôi nhà hàng. Ừ. Không có đâu sự thật. Nhà hàng đem dù mình đem 4 cái lo đi, đem 8 cái mới được. Nên nó quá bự. Là dây nó dài á. Rất là cực. Ở đây cực. Phải đam mê lắm mới làm được hả Phúc? Không, sao tự nhiên đang đánh đàn nhưng chuyển qua cái nghề này vậy? Mày kêu quá. Hả? Nó rồi nó nhỏ thôi, mày kêu quá. Không ai kêu đánh đàn á, chuyển qua nghề khác hả? Nhưng mà nghề này có ai kêu không? Bà anh Phúc là coi như là quýnh bát luôn á nha. Vậy hả? Ờ, vừa quýnh như ta, có show quýnh bát luôn. Dễ sợ vậy hả? Hèn chi qua cũng ế luôn, không ai kêu hết. Nghĩa là vậy nè, mình phải đánh hết. Ê, theo dụ hôm nay á, bên kia bát của mình nó què hay là nó bị... Nó què. Được không? Nó kêu mình, tặng nó emergency không anh Quang? Chứ bao giờ nó kêu mình show quýnh bát mà đàng hoàng á. Nó kêu là ví dụ anh Quang có show lớn bỏ. Chữa cháy hả? Chữa cháy. Nhưng mà biết đánh cũng được gì, cũng là nhiều nghề cũng đâu có sợ đói đâu. Cửa trái mà còn kêu với mình sẽ đọc mẹ tại vì không có giật, tại vì có nó giật rồi. Ủa, chơi dậy mà. Ủa, à, Phúc biết anh là, anh biết Phúc bao nhiêu năm rồi? Trời ơi, để lòng lắm rồi. 30 mấy năm. Ủa vậy hả? Yeah. Từ Việt Nam luôn hả? Ừ. Ủa vậy Phúc đánh đờn là từ đời đó luôn hả? Từ đó luôn á. Thời của em hát luôn hả? Đúng. Ủa sao hồi xưa có đánh cho bà Tám hát không vậy? Không nhớ. Trời ơi, làm vũ trường là nhiều lắm. Ừ. Em không nhớ hồi làm đó vũ trường, có đánh hết không? Đời em luôn rồi. Ừ. Làm vũ trường, mới đầu làm vũ trường. Làm vũ trường 7-8 năm mới chứ. Rồi xong ra hết vũ trường, cái ba mở là xong qua đây luôn. Nhớ học sư ba 2 năm 9 nè, rồi chặt rẻ nè. Thời năm 2000 mấy. Vậy là qua đây là cái cũng có đánh chứ hả? Qua đây làm gì chứ gì không? Đánh bên anh Ben. Dạ đúng rồi, đánh bên anh Ben nữa. Sao thời đó người ta tự nhiên chuyển qua bên anh Ben hay ha? Phải, bạn á, mày qua đây với người ta không ai mướn. Không ai mướn hả? Chuyển qua bên anh Ben nè. Cuộc anh Ben đó ai mướn. Cái gì ra anh Nghĩa dành hết rồi, lấy đâu chọn đủ đánh. Đứng sau quá, sư phụ đứng ngay à? Sư phụ. À? Tại đây cho anh Quang đi lên đi xuống như vậy. Ok rồi. Dạ sư phụ muốn đứng trên hay dưới là sư phụ đứng trên đi, sư phụ đứng trên đi. Tại anh nói em quay lép mà. Tại quay lép mà muốn đứng đâu cũng được. Ý anh nói là đứng trên đi cho nó dễ chứ. Y ta đứng sau, y bo đứng sau chứ. Chống hơi bị ngộ nha, dễ thương nha. Ừ, chống dễ thương quá ha. Nhỏ nhỏ dễ thương ha. Chống, bộ chống này nhiêu tiền á Phụng? À, chị hỏi bộ chống không hay là hết luôn? Hết luôn. Có 5 ngàn à. Còn bộ chống không là nhiêu? Bộ chống có 2 ngàn tính là giặt được chứ. À. Giặt xin bán đồ này kia. Ồ. Trời ơi, ai ngu nha, mua bộ chống và quăng nhà.
nhà bây giờ bị bả la quá trời. Không có chỗ để cho mấy đứa nhỏ. Dân nhạc là vậy đó, tối ngày mua đồ nhạc không à. Hết chỗ. 5.000 bộ trống ha. Đồ đẹp quá ha. Ủa Phúc có biết quánh trống không Phúc? À, biết mà đánh dở. Cái gì không biết. Biết là dở do hồi xưa mình có nhà mình có phòng thu đó. À. Đánh chơi thôi chứ thận đứng nghề đâu có đánh đâu. Anh nghĩ có cái loa riêng bự hết chưa? Loa riêng của Nghĩa. Âm ly riêng của Nghĩa. Ok hả? Anh Giang đánh Giang đánh keyboard. Anh đánh keyboard nè. Ủa anh Giang anh ngồi đây hả? Thôi không, ngày mai anh đây chứ. À ngày mai anh lên nữa. Cũng về thế chứ đâu có thèm gì được. À, mình bữa nay tập thôi cho nên ảnh đem cái đàn nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngày mai diễn ảnh mới đem đàn bà bự. Đánh bass là ai vậy anh? Hùng Hùng đâu? Tưởng Lê Quang chứ. Dạ, có ảnh cứ đánh mấy bài. Dạ, Hùng đang đi ra lấy iPad. À muối đến. À muối em có mua quà Canada cho muối đó mà em để nhà rồi. Hôm nay rất mệt. Chết mệt hả? Sao muối hết bị chưa? Hết rồi. Hết hả? Hay vậy? Đi tập thể dục mà bây giờ vô gym rồi. Vô gym rồi nhờ. Dữ. Chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Chào chị Nghĩa khỏe không? Thấy chị Nghĩa khỏe hơn muối. Ừ. Mà ta thiếu ngủ. Uống cái thuốc này buồn ngủ quá ta. Thuốc gì? Sắp sẽ đi dự kiến nè. Gì? Đi đâu? Đi gọi kiến. Đi gọi kiến hả? Chạy đạp xa đi. Đạp xa. Ôi gặp ảnh nè. Trời ơi, cái cần ảnh. Trời ơi. Ôm lưng Quang. Cho chị Nghĩa ngồi đi. Mạnh Cương, hôm nay hát bài gì? Hôm nay tập bài gì? Để coi đã sinh nhật với phù hợp hát. Chắc hát bài buồn đi. Sinh nhật mình hay lên. Tại vì em bảo đảm là người ta cũng lo ăn à. Người ta không nghe mình hát đâu. Đúng không? Đó, không đây. Mới đầu chương trình là phải là nhạc càng nghe thôi. Sau đó giờ phần 2 mới là nhạc ngoài quậy. Cả nhà ơi, đây là cái show hát từ thiện thứ 5 trong tháng này của Mạnh Cương rồi nha. Tính luôn show sinh nhật này đó là hát không có tiền hết cả nhà. Giờ lấy tiền người ta trả. Đó thì mình nói vậy thôi. Thế là bữa cứ bị hình một cái đường dây luôn. Kiểu không? Cái huông hả? Không, nó giỡn chứ bù lại được nhiều người biết hơn. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. À, phải có này có kia chứ. Cũng em, có lúc khi này có thể khi em khác. Đang confirm nè, confirm là ngày mai để coi giờ giúp sao chắc cũng từ thiện rồi đó. Sau cái show kia em quên nói chị đó. Rồi sau em chạy qua chị. Là 6 cái nha chứ không phải 5 cái. Show từ thiện cũng chạy show nữa ha. Dạ 6 cái nha cả nhà chứ không phải 5 cái. Chúc mừng năm mới đi. Phúc đâu? Cho micro Phúc ơi. Phúc. Xin cho yêu em đâu nhà. Người đâu
nữa bài nỗi buồn không tên em. Nỗi buồn không tên em. Bác để thành tập nỗi buồn của anh em. Các bài tôi bài gì em nhé? Gì quá. Anh Quang đánh có hai bài à. Ừ anh đánh bài anh đã luôn chứ. Yeah. Ôi hay. Thế thì thế thì đó là. Dạ chết luôn chết luôn. Ừ chết luôn. Đại ca quánh đã đại ca. Hết tay đau rồi nè. Rồi nó buồn mang tên em đi rồi vòng vòng lại đó. Đá quá. Ôi trời anh đánh đi chỗ kia mà anh nghe nhức nách luôn. Đã bao lần. Dạ dạ. Dạ. Anh gì đó mình ham đánh. Bà gì? À, cho tìm lại làm hả? Có. Ngon cơm luôn. Sao lo vô hay là sao? Ba bốn tập lại á. Ờ ờ. Hay là dùng gắn tấu đi vô gắn tấu. Sao lại đi? Nhưng mà A1 văn chưa có vô đâu nha. Em biết. Vì tập nguyên bài vậy anh. 1 2 3. Rồi bây giờ. Bây giờ chưa tập nguyên bài. Tập đâu rồi? Tập đâu rồi? Ok rồi. Ok. Chút sao thôi nha. Sao là si vô nè. Sao cái mi vô lên. Cứ lại tay. Mười ngón tay vàng. Chỗ đó chỗ ngon. Cho quan tập viên bài đi. Viên bài nha. Coi chừng hình như giống vậy luôn á, nghĩa là không thiếu đâu, hình như là đúng rồi đâu. Trời ơi, đúng rồi thiếu à. Rồi, thank you.
biết rồi. Mỗi buồn quen lên em. Chết mẹ mày. Ôi đánh thứ đá dễ sợ, tao muốn quăng cái này xuống luôn. Mũi nha. Tôi thích. Mày mát không nha. Giờ tôi thích ái mộ mà. I love it. Ảnh mà đánh suốt ngày tao cũng ngồi suốt ngày nghe khỏi gối đồ luôn. Đúng đất trên chích đói luôn. Hỏi à, Phụng đánh trống đảo. A à, Phụng ơi nhức cái nách luôn rồi. Quá đã. Mười ngón tay vàng solo đảng. Đầu luôn chớ nghe cái đầu cái câu người ta luôn đi. Ba. Khuôn mà khuôn cuối, khuôn cuối thứ ba bụng tắc xê rõ lên ấy, bụng okay. Tắc xê đầu tăng là qua đang chiếu rồi. Anh mới sớm á. Má tao còn ném được nữa. Đoạn, đoạn cuối á. Ao á, hai con cuối ao hả? Đúng rồi. Hay quá.
Xong rồi, ơi cảm ơn băng nhạc nha. Cảm ơn băng nhạc nha. Cảm ơn. Anh Nghĩa ơi, Nghĩa đánh hay quá à. Trời ơi, hay ơi là hay luôn, lâu quá mới nghe anh Nghĩa đánh lại. Trời ơi, quá trời hay. Anh em mệt quá thế không? Bài của em là anh Nghĩa lên trời liền. Tại sao em hát anh nói hỏi vợ là sao? Trời ơi. Đúng rồi. Anh Nghĩa là ngày mai phải đứng lên biểu diễn nha anh Nghĩa. Nha. Anh đứng một chân được không? Anh nha, anh ngày mai anh phải đứng lên anh biểu diễn nha. Mai giờ nghe anh Nghĩa. Ủa anh Nghĩa, anh Nghĩa đứng sao anh Quang ngồi được? Anh Nghĩa hát hả? Thôi bắt anh Quang đứng luôn đi. Có ba bài anh đứng luôn đi anh. Ba bài anh đứng luôn đi. Đứng thôi sao đó. Ờ. Phiêu té bạc. Té em đỡ cho. Anh, trước khi anh té anh la lên em đỡ cho anh. Nha. Anh cắt tắt cái đèn kia nó hết pin giờ. Đi về 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 về. Ủa Trang rủ mình đi ăn gì vậy? Canh chua hả? Ok đi. Lâu ca có ngon gì mình đây là trớn. Sao vậy? Kỳ vậy? Đi đây. Đi theo Phùng hả? À? Ừ, thấy trai là theo à, kỳ dễ sợ. Cái gì? Má đi kia làm vậy thì hơi hả? Thích trai đi theo nó về luôn, nó dạy bánh trong. Hiền Thanh đi ha. Hiền Thanh chứ cha. Sao anh ăn cơm? Anh đi về anh lấy về cơm đi ha. Mới cơm thêm theo. Về mới hết rồi hả? Mẹ sao ta ăn cơm đâu. Đại đi một bữa. Sao anh muốn ăn cơm hay là chén nồi. À, ăn chén thôi, ok. Đi. Đi. Xe mày đâu? Lâu lâu ăn lần cũng được. Ủa xe mình để đâu anh? À bên này, bên này, bên này. Thao, nó nói bây giờ mày cấp cường nó không kìa. Chị Nghĩa đi theo theo trai hả? Đi theo Phụng đánh nóng hả? Chắc mê đánh trống rồi. Chàng nó không biết tôi cũng thích nó nữa. Chàng vô mọi mình. Ờ, Chàng không để ý hả? Để ý quá hả? Ghê quá à. Giận Trang luôn. Tướng thì lóc cá đi mà bà đặt giận người. Ở đây là của ông Trang á. Đó xe hết kìa. Cái đờn anh ra mở. Thôi xe mình đây. À, để đó. Chúng ta đều có hai đứa ké. Đi. Rồi. Đã tập giật nhạc xong. Ây da, da, cái gì? Trời ơi, em học lời bài của anh á. Nỗi buồn mang tên em á, em học lời quá trời luôn á. Cuối cùng em cũng thuộc rồi. Bữa em hát lần rồi mà. Hát một lần rồi nhưng mà chưa thuộc. Tại vì đâu có hát thường đâu. Đúng rồi. Nhưng mà bữa đó lên em chế lời gắn chịu. Nếu mà em cũng thuộc em chế. Rồi bài Tế Tim Lỡ Lầm thì em không cần học. Tại em thuộc rồi. Xong rồi cái bài Đã Bao Lần nữa. Khoan có đi đường nào. Đường về nhà mình. Đã Bao Lần á thì em cũng phải học thuộc đó. Em phải học lời đó. Nhưng mà bài đó cũng dễ. Dễ nhớ. Nhưng mà nãy em còn hát cũng lộn anh nhớ không. Tình anh trao cho tôi trước. Xong rồi mới tình tôi trao. Ý quên lộn. Tình tôi trao cho anh trước. Xong sau đó mới là tình anh trao cho tôi. Mà em nãy em lộn là tình anh trao cho tôi trước. Là lộn cái lời là qua cái nhạc khác lộn luôn. Tình tôi trao cho anh trước là không bằng lời mà chỉ bằng trái tim. Xong rồi tình anh trao cho tôi là chỉ là lời nói trên đầu môi. Là hai cái nhạc nó, nếu mà sai một lời là đi luôn cái nhạc luôn. Giống như là giọt nước mắt lăn dài trước mình là giọt nước mắt khô rồi chứ sau vậy đó. Nó ăn theo cái lời mà. Nhà tình tôi trao cho anh không bằng lời mà chỉ bằng trái tim. Trái tim có trái tim rơi khờ một lần tôi biết anh đã không còn yêu tôi là chút khó nào phải lên. Còn nếu mà em hát tình anh trao cho tôi chỉ là lời nói trên đôi môi đắng cay cho tôi xót xa cho người là xong rồi hết bài rồi. Cho nên là em mà lộn lời có làm đi luôn. Cũng may bây giờ em nhớ rồi không có bị lộn nữa. Tình tôi trao cho anh trước nha. Mì cũng ngon.
Rồi đó, nhớ cái tiệm đó là cái tiệm phở mà chồng nó dắt mình đi ăn. À, nhớ rồi, đổi chủ. Đổi chủ. Xong hết lại lâu lâu luôn. Thấy đổi chủ miết vậy ta. Bởi vậy tội nghiệp lắm. Người ta buôn bán mà. Có chứ. Trời ơi, mà thấy người ta bán được là mình mừng á. Chứ tự nhiên là mở nhà hàng ra bán không có khách. Phải dẹp thôi chứ làm sao. Mặc dù có khi người ta bán cũng đâu phải dở, cũng ngon á chứ. Nhưng mà nhiều lúc có thời mới được. Ủa tại sao kẹt xe dữ người ta? Tai nạn hả? Ủa em nghĩ nghi lắm à. Thôi chắc quanh lại đi anh ơi. Anh nhìn coi phải không? Thấy có xe chớp chớp. Đúng rồi, chớp chớp là rồi ghê tai nạn rồi đó. Mình đi đường đó là ngày mai mình mới về tới. Trời, mấy cái bài đó đánh đã ha. Cái tiếng bass của anh lại cũng hay á. Cái đàn cái dởm á, tiếng lùm phùm lùm phùm nghe khó chịu. Ủa vậy hả? Ủa vậy ngày mai anh đem cái đàn này anh để cho anh nó đánh luôn đi. Sợ nó không quen á chứ. Trời ơi, nó quen vậy. À, cái đàn để rồi đó, để nhưng đó mà đó. Cái đàn đó là 6 giây hả? Của anh 5 giây. 5, 5, còn cái đàn của anh đó 5 giây. Cũng 5 giây luôn sao không được. Để đánh luôn đi. Không gấm ra đánh vô nữa. Giờ ngày mai anh hỏi anh đó coi. Là đánh thì đánh luôn. Ôi nắng quá à. Thôi clip đã quá dài. Nắng quá rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip đi tập nhạc của Hòa Tám nha. Rồi ngày mai có gì trình diễn, có livestream. Mà cái clip này chắc lên sau, không biết lên trước lên sau, tranh thủ lên sớm để cho các bạn đón xem livestream nha. Ngày mai 7 giờ là livestream nha. Thì tùy cơ ứng biến, tiệc bắt đầu giờ nào thì mình mới livestream giờ đó, cho nên mình không có biết giờ chính xác. Mà các bạn nhớ đón xem nha các bạn. Rồi, bye bye. See you again. Cảm ơn. Thank you. Cái ba bốn món đủ. Leo ăn bánh cầm ngon hơn cơm. Nay Trang mời đi ăn nè. Trang sinh nhật. Trang sắp làm ca sĩ rồi. Rồi mời muối đi, mời Trang. Mọi người nha. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you.